Ôi, chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình cho các bạn đi thăm coi như là miền Tây này. Rồi. Dừa rất sai. Bây giờ bao la là thơm. Hơi nhiều đồ nhậu các bạn ạ. Ba câu rồi. Đếm rồi hả? Siêu đầu bếp miền quê đã. Vịt nấu măng. Đấy. Đấy, bạn thấy nha, vịt nhà đúng vịt nhà nha. Chào các bạn nhé. Tình hình các bạn sao rồi? Mình bây giờ là không làm phụ bếp nữa. Giờ về là theo chân cha đi hái thơm. À, quả thơm. Tí nữa mình sẽ làm một trái này về nấu canh cá. Thơm nấu với bông điên điên. Chắc là ngon lắm. Đấy. Thì là mời tất cả mọi người về nhà mình nhá. Đấy. Ở đây thì chỉ có thơm thôi. Đấy, trái thơm rất nhiều. Đấy. Đấy. À. Thì nữa. Thì nếu mình về mình sẽ làm một món nhậu cá nấu với thơm với bông điên điên, chắc là phải rất ngon. Mình sẽ mời tất cả mọi người ghé mình thưởng thức vị hương đồng gió nội còn đổ tự nhiên. Các bạn nhớ yêu quý Hai Kim, hãy ủng hộ Hai Kim, hãy đăng ký, hãy chia sẻ, like share cho Hai Kim nhé. Chúc tất cả anh em một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, và tất cả phải giữ gìn sức khỏe để chúng ta vượt qua cái đợt dịch này. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi bắt cá vào nấu canh chua thơm bông điên điên. Rồi, giờ bắt đầu đi bắt cá. À, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món lẩu chua đúng miền Tây, đầu bếp cũng đúng miền Tây, siêu ngon. Đấy. Những thành phần lẩu chua ở dưới đây thì các bạn thấy không? Cá trà dầu, đấy, đồng điên điên, rau ôm, ngò gai, thơm, cà chua, đậu bắp, sả, mấy trái ớt, bạc hà, và me. Đấy, và bây giờ mình sẽ tiến hành coi như là làm món này nhá. Đầu bếp miền Tây, anh đã từng đoạt giải huy chương vàng các món ngon của miền Tây.
cá tra này bắt được sông. Chúng ta nhớ cắt khúc vừa phải nha. Cái này là cái gì anh? Này là cái bóng bóng nha, nấu món này là thiếu cái này là không được nha, cá tra là phải có bóng bóng là mới ngon được. Thế mà mình ở trên kia mình lại cứ bỏ đi. Cá tra phải có bóng bóng. Rồi, mê các bạn giảm ra. Mê các bạn nhớ là cho ít nước sôi nha, thì nó sẽ dễ tan. Đây là các bạn ấy, xong rồi các bạn nhớ là lọc qua nha. Các bạn xào cho cái chảo thật nóng nha. Ban đầu các bạn xào, các bạn cho ít ớt, tí sả, tí tỏi, xào cho thơm lên. Khi mà xào thơm thì chúng ta bắt đầu cho thêm tí nước vào nhé. Đây là nước dùng của lẩu chua miền Nam, đặc trưng của các vùng miền Tây Nam Bộ. Đây, cái lẩu này làm cho 4 phần ăn là cực kỳ đẹp. Rồi, chúng ta lọc me lại. Thả nó xuống, thả nó xuống. Đợi nếu mà khi chúng ta nêm gia vị thì chúng ta nhớ là nồi nước dùng phải thật sôi nha, thì lúc ấy mình nêm thì cái hương vị như hòa quyện được với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ khi nước đã sôi, bắt đầu chúng ta sẽ nêm những gia vị cần thiết cho món lẩu này. Đường. Nếu là một cái nồi lẩu dành cho 4 người ăn là chúng ta chỉ cho tầm 5 muỗng đường là vừa. Thế thì là mắm ngọt. Các bạn nhớ nha, món lẩu này thì
nước phải thật sôi thì chúng ta bắt đầu mới cho gia vị vào. Muối. Rồi. Mắm thì chúng ta cho ví dụ vá một canh chúng ta cho độ nửa vá là vừa rồi. Một phần hai vá. Bởi vì món lẩu này là món lẩu đúng quê cho nên chúng ta nêm nếm rất đơn giản. Đơn giản như người nhà. Chúng ta rang thêm chút bột ngọt nữa. Nêm nếm chua chua, ngọt ngọt, đậm đà, cay cay. Khi chúng ta nêm xong bắt đầu chúng ta cho từng cá vào một. Hôm nay về đầu bếp 5 sao ở dưới quê. Đây là bong bóng à. Bong bóng này nghề rất hấp dẫn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại. Đợi cho thành phẩm nó sôi lên. Chín tới và bắc lên nồi bước ra ăn là quá tuyệt vời. Rồi chúng ta cho cà chua vào. Cà chua thơm vào. Vừa hay cá chín thì cà chua thơm, vừa hay hòa quậy, thơm vườn, bao la. Rồi cho thế thôi, còn để tí nữa lên này cho vào rau diếp và mình cho vào sau này để cho lấy nước chua ngọt tự nhiên. Đấy, các bạn thấy không? Rất hấp dẫn. Ê, cà chua ở đây nó không có như cà chua kia nhỉ? Ăn giòn ngọt nhỉ? Và lại nó kiểu nó chua theo kiểu như là nó không có ấy đâu. Chín, sáu, đấy, nồi lẩu rất hấp dẫn đúng không các bạn? Giờ bắt đầu mình sẽ mang lên cùng thưởng thức với nó này. Mời tất cả anh chị em, mời tất cả mọi người hãy cùng với Hai Kim thưởng thức cái món gọi là lẩu chua miền Tây này nhá. Đặc sản của tất cả các vùng miền Tây Nam Bộ. Ngồi mát mẻ. Chỉ cá. Rau điểm điểm. Đặc sản miền Tây ấy. Hấp này tới con có đặt thì dạng ở trên gần Đồng Tháp. Chịu xuống đi hái mấy cái hẹ nước á. Hái bông đĩa nè, lặn xuống mấy cái hẹ nước về chấm bóng kho. Có ba cái... Đâu? Hai con cá nó tắm lụ. Dập. Cá mình càng càng còn cá ấy to lắm, cá ngoài... tai tượng to, à tai tượng to lắm. Chứ còn ở ngoài Đà Nẵng toàn ăn cá biển không, đâu có cái ăn cái cá này không có gì mà quê thèm mua hai con mỗi ký. Nhỏ em của em chuẩn bị lấy chồng rồi nè, em ruột á, sắp tới rồi chuẩn bị cưới đó. Ai chồng cưới mà cưới? Có dịp thì hết dịch bệnh ai chồng cưới? Còn tầm tháng mấy hai tháng thôi mà. Dễ gì vậy ở xã này. Bữa 24 tháng có 12 tháng 4 đây cái bệnh đầy 2 đá sẽ không cho luôn. Không cho nữa. Chắc cho được mấy bạn mà cách thời gian. À, đi cái đó mấy có ví dụ mấy thằng gì mà ốc nhồi đồ đỏ quá. Siêu quê hương. Không, không có thể sao thật sự hồi lại được khi nào mà hết dịch là hỏi. Nên nhậu đồ này chỉ có rắn gà
còn hơi ấm, ít ăn cá, tưởng chân tương. Ở ngoài miền Trung không biết ăn chân tương nha, tương hộp không ăn được nha. Miền Trung á, không chua mà cũng tạo vô là làm cá cho miếng chấm nè, chấm nước ớt xanh của thằng Túc làm không ngon quá, từ đó giờ không ăn, còn ăn món cá gặp không. Rồi mời tất cả mọi người nha. Chặt để vô chín luôn gì đó. Bây giờ còn à. Rồi nó để em. Chứ hơi nào mà lật từ gỏng như sao gáp. Đó. Bắt đầu mình cho rau này. Cái này sôi vô cái sôi vào là cho rau điên điển rồi. Bạc hà, đậu bắp. Đấy, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Qua cho con nhậu dưới đây là năm mấy 60 vậy gì tạo khoảng 60 60 gần rồi mẹ hết gai rồi mẹ em thấy sôi anh chủ nhà hàng kiếm món miền Nam nè, ít ai biết nấu lắm. Món này của con phải đi test món cái xong là ok đó, là thầu được cái bếp, thầu cũng lương cũng rẻ, tháng là được 18-19 triệu không nhiều. Bạn làm công cho người ta ở trong này, người ta đi thầu 2-30 triệu, mình đi thầu có 10 mấy triệu là cái gì? Mày, 18.